hình ảnh tạo cho chúng ta cảm giác như là chuẩn bị bước vào một bộ phim hành động vậy. Rất gay cấn, với những ánh mắt đầy tự tin và một chút căng thẳng. Và đây là đội hình thi đấu của cả hai đội trong trận đấu ngày hôm nay. Hiệp 1 đã được bắt đầu. Áp sát Hoàng Đức. Rất tốt. Đó là đường truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ. Hoàng Đức. Giữ bóng rất khôn khéo. Một pha phối hợp và chuyền dọc. Khoa Ngọc. Một pha chuyền bóng rất có cảm giác. Đường chuyền. Dứt điểm. Phan Ngọc. Đội bạn vẫn rất chịu khó đeo bám và giữ cự ly đội hình hợp lý. Đội không có bàn thắng quả thật là khó tin. Phạm Văn Đức. Trọng Hoàng. Phạm Văn Đức. Phạm Văn Đức. Rất hay. Đánh đâu. Không vào. Hôm nay thì có thể nói là các ngôi sao tấn công đang có cảm hứng chơi bóng. Vấn đề còn lại là hàng phòng ngự có giữ được sự lạnh lùng hay không. Chờ bóng qua rồi, thử thách đã qua rồi. Phạm Văn Đức.
Xuân Mạnh. Một loạt những pha phớt đồng đội. Qua rồi. Thử thách đã qua rồi. Hoàng Đức. Đường chuyền. Đọc tình huống quá hay. Nhanh hơn tất cả và chính xác hơn tất cả. Trọng Hoàng. Giữ bóng rất khôn khéo. Trọng Hoàng. Pha xử lý tốt. Đọc tình huống quá hay. Trọng Khê. Việt vị mất rồi. Một tình huống rất nhạy cảm. Trọng Hoàng. Cơ hội. Không có bàn thắng và thật là khó tin. Rất bài bản. Phan Ngọc. Một tình huống lên bóng có thể nói là rất thông minh. Mở cánh rất thoáng. Trọng Khê. Pha phạt bóng thiếu quyết đoán. Dứt điểm. Không vào. Hôm nay thì có thể nói là các ngôi sao tấn công đang có cảm hứng chơi bóng. Vấn đề còn lại là hàng phòng ngự có giữ được sự lạnh lùng hay không. Trọng Hoàng. Tốc độ rất tốt. Tình huống tuyệt vời. Qua rồi. Khó khăn đã qua rồi. Hoàng Đức. Đường chuyền hợp lý. Những nguy hiểm đã qua đi. Rất hay. Đi bóng rất khó chịu. Tỷ số của trận đấu vẫn đang là không đều. Trọng Hoàng. Xuân Mạnh. Phạm lỗi. Dứt điểm. Chưa mang lại bàn thắng nhưng rõ ràng pha phối hợp vừa rồi là sản phẩm của những cầu thủ đã tập luyện và rất hiểu ý nhau. Tiến Dũng. Phan Ngọc. Hoàng Đức. Kết thúc hiệp 1, cả hai đội sẽ tạm thời ra nghỉ và chúng ta hãy cùng chờ xem hiệp 2 của trận đấu sau ít phút. Tỷ số của trận đấu vẫn đang là không đều. Hiệp đấu thứ hai đã được bắt đầu. Có cùng lượt sút bóng về phía khung thành của nhau, ngay cả hiệu suất kiểm soát bóng cả hai cũng ngang ngửa, nên không quá lạ khi tỷ số vẫn đang duy trì ở một kết quả cân bằng. Phan Ngọc. Trở lại với những tình huống bóng dài. Một loạt những pha phớt đồng đội. Thank you.
đọc tình huống quá hay, nhanh hơn tất cả và chính xác hơn tất cả. Phan Ngọc, Hoàng Đức, không được, một quả ném biên. Rất nguy hiểm. Qua rồi, khó khăn đã qua rồi. Cắt bóng rất hay, đường chuyền hợp lý. Một pha phớt và chui dọc. Cầu thủ phòng ngự đã đọc được ý đồ và cắt bóng thành công. Tiến Dũng, đó là một hiệp thi đấu quyết liệt với cả hai đội và họ thật sự rất tương đồng ở nhiều mặt. Đường chuyền hợp lý. Cơ hội. Trọng Hoàng, một đường bóng dài. Đường chuyền. Phan Ngọc, qua rồi, khó khăn đã qua rồi. Tiếp điểm. Bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đối phương. Không có bàn thắng, quả thật là khó tin. Trọng Hoàng, tốc độ rất tốt, mở cánh rất thoáng. Cầu thủ phòng ngự đã đọc được ý đồ và cắt bóng thành công. Lỗi rồi. Phan Ngọc, Hoàng Đức, không được, rất thoáng. Quá hay, đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương. Phút thứ 76 của trận đấu. Một quả phát bóng lên cho thủ môn. Rất thoáng. Đây là một pha lên bóng từ đối sắc. Đường chuyền. Chọc khe. Không có gì cả. Phạm Văn Đức, một tình huống phạm lỗi nữa. Một cú sút rất nguy hiểm.
Chọc khe. Áp sát. Mở cánh rất thoáng. Một pha phơi và chui dọc. Không có bàn thắng và thật là khó tin. Như vậy sẽ có 2 phút bù giờ. Có thể nói quãng thời gian ít phút còn lại cũng là một quãng thời gian khá nhạy cảm. Nếu như không thể tận dụng được những phút đầu trận thì cũng có thể hy vọng vào những phút cuối trận này. Và lúc này thì trọng tài chính đã thổi còi kết thúc trận đấu. Quý vị thân mến, ngay bây giờ xin mời quý vị cùng trở lại với trường quay của Đài Truyền hình Việt Nam để theo dõi chương trình bình luận sau trận đấu của chúng tôi.